là người ta giới thiệu cô, người ta chỉ cô đã ra ông tổng thống đó, mà ông ăn á, ông ăn ông nói ngon quá, ngon quá, very good, number one, mà đó là tổng thống của Singapore. Rồi diễn viên điện ảnh nổi tiếng á, người ta tới, mấy người quay phim người ta nói là diễn viên điện ảnh nổi tiếng mà ta ăn ta cũng rất là thích. Và cô rất là vui là khi cô nhìn thấy á, nó xếp dày 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 tới chỗ bán vé luôn á, cô cắt mấy trăm người. Riêng bí quyết của tôi á là nước dừa của tôi là tôi chọn loại nước dừa béo đặc biệt, chỉ có đại lý lớn nó mới dành được cho mình, nó chọn lại cho mình cái loại dừa béo đó. Còn về cái vỏ nếp á, thì tôi bảo đảm là trong một ngày nó vẫn có cái độ dẻo rất là ngon. Món này thì em ăn nhiều lần rồi, nhưng mà nghe bạn em giới thiệu là quán đây của cô đây nổi tiếng lắm, là dẫn tới ăn thử. Hương vị có khác ở mấy chỗ trước em ăn? Cái nước cốt nó ngon, với lại cái nếp nó vừa ăn